Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay thì hai anh em mình sẽ mang đến cho mọi người một cái thông tin cực kỳ hữu ích luôn. Đó là cái cách mà để giải quyết cái tình trạng mà chim bồ câu nó bị nấm nhiều và cũng là chứa nhiều đúng không anh? Chào bà con. Hôm nay một năm nay mình mới lên clip lại để hướng dẫn và chỉ cho bà con cách mà để phòng những con chim bồ câu mà bị chướng nhiều, mà chim non nó chết trên ổ. Và lý do tại sao mà con chim nó bị như vậy, cái nhiều bà con bây giờ đang thắc mắc, cùng điện thoại hỏi Minh Dũng. Hôm nay để mình làm một cái clip này để mình chỉ dẫn cho bà con hiểu rõ như thế nào mà bị như vậy, mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con nha. Rồi, anh em mình bắt đầu lên ha. Thì chim bồ câu như thì tại sao nó dẫn đến cái tình trạng là bị nấm diều anh? Bây giờ mình thứ nhất là con mẹ mà đang nuôi con mà nó chết ở trên con nó chết trên ổ. Có một nguyên văn. Cái thứ nhất là bà con nhiều người á, người ta cái nước trong cái máng nước á là để qua đêm á, mà sáng mà cho ăn xong mới vệ sinh máng á, là đều bị như vậy hết. Trước hết là người ta sáng sớm á, là vậy mà cho chim bồ câu ăn là mình phải vệ sinh cái máng sạch hay sạch, thật là sạch. Nếu mà cái máng dơ là cái con mẹ nó ăn vô, nó uống vô, nó sẽ đút con là nó bị chướng bồ diều, là nước dơ, aculi, rồi tất cả vi khuẩn, là coi như là 24 tiếng mà mình không vệ sinh là nó bị chướng bồ diều và con chim con nó chết. Nếu mà con chim con nó không chết á, thì sau này mình để giống hoặc mà 15 ngày tuổi là nó đều không mập nổi và nó chết. Nó trong con chim nó xảy ra những hiện tượng nó rất là nhiều, nên bà con phải lưu ý là phải rửa máng sạch là một cái quan trọng nhất trong cái chăn nuôi. Dù cho mình không cho ăn một ngày đi nữa nhưng mà phải cho uống nước sạch, thật là sạch mới được. Cái nước dễ tẩy dương vậy đó. Con chim bồ câu nó cứ bỏ nó dơ đút vô cái máng nước này nè đó. Đó, mình từ sáng đến chiều tối để qua đêm mà mình không vệ sinh cái máng nước là con bồ câu nó sẽ bị bệnh. Con mẹ nó thì nó đề kháng nó cao, như con nó sẽ chướng cái bồ diều lên nó chết đó. Thì chỉ cho bà con rõ cái khâu này là mình nuôi chim bồ câu là mình không cần thuốc men gì hết, nhưng mà quan trọng là cái nước, mình phải khắc phục cái nước. Nhiều hộ người ta không có mua chim bồ câu của Minh Dũng, mà người ta cứ điện thoại xưa hỏi anh Dũng ơi, sao chim bồ câu mà nó chết con không chết con thì nó cũng chết con để giống đó. Hôm nay mình xin nói rõ ràng, quan trọng là cái nguồn nước, nước phải sạch. Nhiều hộ người ta để 2-3 ngày mới vệ sinh cái cốc nước đó, là nó bị đủ thứ bệnh. Quan trọng là nhiều thứ bệnh nó để cho chướng bồ diều, làm nấm diều nè, nó làm nổi hột trên nó miệng bồ câu nè, rồi nó làm không ăn được đó, là nó sẽ chết từ từ đó. Hôm nay nói với bà con là lý do là con chim nó bị chướng bồ diều và chết từ từ là nên khắc phục những cái điểm yếu đó trong ngành chăn nuôi, vậy mới có lợi nhuận. Cái thứ hai nữa, nhiều người bây giờ người ta để
cái hay nữa, nhiều người bây giờ ta để giống chim bồ câu, mình nói rõ cái để giống con chim bồ câu là thứ nhất, cái con mà mình hậu bị á đang ở chung với mẹ nè, đang ở chung với mẹ vậy đây nè, đây cho bà con coi nha, đang ở chung với mẹ đây, một mẹ có bốn con không nè. Đang ở chung với mẹ đây, mẹ nó nút nó thì bồ diều rất là to căng. Lý do gì của mẹ đút bồ diều to căng căng ra là tại vì con mẹ nó có một cái trong bồ diều nó, mẹ nó có một cái sữa diều đó, nó đút căng bao nhiêu cũng được hết, nó không sao hết, tại mẹ nó ăn nó thành sữa đút qua nó. Còn bà con mà sau này mà lấy con chim này mà để giống á, là coi như cái ngày đầu tiên mà đem ra mà để làm giống á, là bà con không cho ăn một ngày. Coi như cái ngày đầu tiên mà bỏ con chim ra là làm giống á, là 33 ngày mà không cho ăn một ngày đầu tiên đó nha. Tại sao mình lại không cho ăn anh nhỉ? Bây giờ á, giải tỷ như vậy không? Mình mà cho ăn á, là mình sẽ cho ăn nhiều, cho ăn nhiều, mà trong khi đó là nó ăn lên nó sẽ bị chướng cái diều lên, nó không có cái sữa diều của con mẹ nó, là mình để giống không được, tại ăn vô nhiều quá nó no đúng vậy, nó xong hơi cám nó nở ra đó, rồi sau này mình để giống không được, là mình phải nên khắc phục cái khoản này. Thứ nhất là mình không cho ăn một ngày. Cái thứ hai nữa là mình vẫn cho uống nước nha, uống nước sạch. Là mình không cho một ngày, rồi ngày thứ hai bắt đầu trở lên thứ hai, từ ngày bỏ ra tới 2 tháng là coi như là một ngày chỉ cho ăn một lần thôi. Một buổi trưa cho ăn hai muỗng canh ăn cơm của trong miền Nam mình đó. Hai canh ăn cơm chứ không phải muỗng múc canh nha. Là mình cho ăn một ngày chỉ hai muỗng đó thôi, hoặc sáng một muỗng, chiều một muỗng, hoặc trưa hai muỗng là xong. Thấy con chim nó ăn nhiều cỡ nào đi nữa cũng không cho ăn thêm. Nếu mình cho ăn thêm sau này là để giống không được, là cái thứ nhất là nó sẽ chết từ từ, là lý do đó là nó phát bệnh ra từ chỗ đó, chướng bầu diều, Atuli, tổ huyết trùng, thương hàng là nó nằm toàn bộ vô cái lúc đầu mình để giống, và sau này con chim giống nó không được phát triển tốt nữa, nó đủ thứ bệnh hết. Mình nên làm như vậy là thứ nhất là mình đỡ tốn nhiều tiền, không tốn tiền mua thuốc không gì hết. Chứ chim bồ câu mà giờ mà hở tới thuốc là thứ nhất là không có lời, mình phải khắc phục cái mà phản đó, không thuốc là nguyên do mình phải xử lý từ lúc đầu con chim giống mình để giống lại. Có nhiều người nuôi thì họ cứ nghĩ là cho bồ câu ăn thật nhiều thức ăn thì nó sẽ mau lớn, nhưng mà cái quan niệm đó là sai lầm đúng không anh? Đúng, cái con bồ câu mà mình mà cái ngày đầu tiên mình cho tách mẹ ra đó, nãy mình có nói rồi, tách mẹ ra mà nó ăn rất là nhiều, tại nó ăn đủ cái sức của mẹ nó đút thường ngày mà. Nhưng một sai lầm, một khi mà nó sẽ no rồi á, sẽ thức ăn nó sẽ nở ra là nó sẽ chướng bầu diều, nó trở qua Aculi, là con bồ câu giống nó để không bao giờ được, tại cái bầu diều nó rất là mỏng, một khi nó giãn ra nó sẽ bị tét bầu diều, là sau này nó sẽ gục gặt dài, nó chết từ từ. Nhiều người để giống chim bồ câu không được và thất bại, không được thất bại về để giống, cứ điện thoại hỏi mình đi. Hôm nay mình chỉ tận tình. Nếu bà con nào mà không biết nữa, mình cứ điện thoại ngay cho Minh Dũng sẽ chỉ toàn bộ hết, không giấu giếm gì. Ở cái trại của mình hiện
thì đang bồ câu nuôi bồ câu ti đan thái siêu thịt đúng không anh? Thì lâu lắm rồi, bây giờ anh có thể chia sẻ lại cho mọi người hiểu thêm về cái giống bồ câu này một chút ha. Cái giống bồ câu thái siêu thịt này á, mình có nói rồi, hai mình nói rõ lên xíu nữa. Coi như là cái giống thái siêu thịt nó như thế này đây, là một con cha mẹ đồng thời nó nuôi tới 4 con hoặc 3 con. Đó, nó ra trọng lượng nó phải từ 6 đến 7 lạng như thế này. Đó là cái giống siêu thịt của Thái. Cái giống siêu thịt của Thái này là ở ngoài miền Bắc là giống nhau nha, không khác gì hết. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc thì mua con á lại của Trung Quốc 100% hết, không có ai mà nhập bên Thái hết, chỉ có người Trung Quốc qua bên Thái nhập, mà mình cũng qua Thái nhập bên trại bên Dũng nè. Về mình giống nó đầu tiên là giống nó được nhà nước mình cấp phép để cho mình nhập con giống về, là mình hiện giờ là cũng là công ty con giống và bên hợp tác xã thu mua và bao đầu ra luôn mà. Cái ngoài Bắc thì người ta dẫn con giống với giống vậy, nhưng mà toàn bộ 100% thì người ta mua bên Trung Quốc chứ không có nhập như Minh Dũng. Như ngoài Bắc thì người ta qua bên Trung Quốc, qua bên Thái nhập về, rồi xong người Việt Nam mình mua lại Trung Quốc. Người Việt Nam mình thu mua ở những cái cửa khẩu đúng không? Đúng rồi. Những cái bây giờ mình chỉ cho bà con mua là cái cửa khẩu ở Lạng Sơn, là chợ dưới buôn nó bán nhiều cái giống bồ câu này lắm. Nhưng mà cái tỷ lệ về vẫn sống, nhưng mà nó sống được có 50% thôi, nhưng mà tuổi thọ nó rất là thấp. Thay vì mình nhập trực tiếp bên đó về thì ta có ngừa đủ hết cái loại thuốc để cho mình về làm giống, mà tôi tuyển chọn những con tốt mình mới đem về. Còn mình mua ở bên cửa khẩu là người ta đem qua bên chợ bán là những con của đó thôi, là ta không người hết, không có làm vaccine, không có làm bất cứ gì hết, người ta chủ yếu bán thịt thôi. Về là nhiều người ta mua đó về người ta nuôi bán được chỉ 50% thôi, nhưng mà tuổi thọ nó tầm khoảng 5-6 năm hoặc 4-3 năm gì đó. Còn nhưng mà riêng con bồ câu mà mình nhập trực tiếp bên Thái này á, là nó sống phải trên 12 năm tới 15 năm. Ở clip này có thể nói là những cái thông tin mà cực kỳ hữu ích. Thì hy vọng mọi người xem video của mình thì có gì tiếp tục ủng hộ kênh Nông Dân Làm Giàu của mình nhé. Rồi hôm nay thì hai anh em mình xin chào tạm biệt mọi người. Chào bà con ạ.